Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại đường Lê Lợi thuộc trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Như quý vị có thể thấy, hiện nay khoảng 150 mét đường Lê Lợi đã được trải nhựa, phần vỉa hè thì đã được lót gạch và được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Nhiều người dân đã bày tỏ niềm phấn khởi vì được trả lại sự thông thoáng cũng như là hiện đại sau nhiều năm phải di chuyển cũng như buôn bán gặp nhiều khó khăn. Và đây cũng chính là một món quà ý nghĩa để chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2021 và quốc tế lao động. Được biết, dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành Suối Tiên với chiều dài 19,7 km, 2,6 km đi ngầm và 17,1 km trên cao, 14 nhà ga gồm 3 ga ngầm và 11 ga trên cao, được khởi công xây dựng từ tháng 8 năm 2012. Sau khi dỡ rào chắn toàn bộ gói thầu CB1B thuộc phần đường Lê Lợi, đoạn Nguyễn Huệ Baxter, Ban Quản lý đường đô thị sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tăng tốc thi công các hạng mục tiếp theo của dự án. Thưa quý vị, ngay lúc này bên cạnh tôi là cô Thoa, là một tiểu thương đang buôn bán tại đường Lê Lợi. Và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với cô để xem thử cảm xúc của cô như thế nào sau khi đường Lê Lợi được trả lại một phần mặt bằng. Xin chào cô Thoa, không biết là cảm xúc của cô như thế nào về sự thông thoáng của đường Lê Lợi ngay lúc này ạ? Thì tới bữa nay thì cô thấy cái công trình mà nó đã hoàn thiện như vậy, thì người dân ở đây thì người ta rất là vui. Đó, người ta cũng rất là phấn khởi. Cộng thêm cái sự là để chào mừng cái ngày 30 tháng 4, đó, ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng của đất nước mình. Cho nên đó là một cái điều mà mọi người ở đây rất là mong chờ những cái ngày đó. Và tiếp nữa thì cô nghĩ là phải hoàn chỉnh cho một cái tuyến, tức là tuyến metro, là tàu đó, cho bà con này kia cái nọ là người ta được thưởng thức và trải nghiệm của cái tuyến metro của mình là đã hoàn chỉnh. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn cô. Thưa quý vị, với phần rào chắn còn lại trên đường Lê Lợi thuộc gói thầu CB1A, đoạn từ nhà ga Bến Thành đến nhà ga Nhà hát Thành phố cũng sẽ được tháo dỡ và tái lập mặt bằng trong thời gian tới, và thời gian dự kiến hoàn thành sẽ là cuối năm 2021.